mọi người, hiện nay là cái việc đăng ký là đã chốt sổ rồi và bây giờ tiến hành phát số. Các bạn là chưa lấy số thì tiến hành đến Hà Nội Bay để lấy số sớm để mọi người chuẩn bị trước nhá. Không tránh trường hợp hôm đấy đến giờ đua thì bắt đầu cái số má là gắn như thế nào, nào Hà Nội Bay tiếp tục là hướng dẫn lại các bạn một lần quán số. Nên các bạn có thể dán cái băng dính hai mặt ở đằng mặt sau ở giữa của cái này và chúng ta sẽ vòng qua cọc yên như thế này nhá. Và chúng ta sẽ chốt ở giữa, vì chúng ta chọn sẽ chọn ở cái vị trí ở giữa này như này, hai bên nó nối bằng nhau này. Và sau đó chúng ta sẽ dán nó lại. Sau đó là chúng ta dùng đến ghim này, chúng ta sẽ bấm vào đây. Đấy. Bấm ghim. Bấm như này nhá mọi người nhá. Đấy. Đây là cái phần số ở cốt yên nhá. Mọi người nên nhớ là dán số làm sao để đọc theo chiều thuận này nhá. Cái mặt vàng này ở sẽ ở dưới này. Đấy là số lên trên. Đối với số ở lưng và vai thì chúng ta lưng thì chúng ta sẽ gắn vào vị trí giữa này và chỗ cái túi áo như này để chúng ta vẫn rút được gel, chúng ta múc gel ra dưới túi áo này nhá. Đấy thì chúng ta sẽ dùng cái gắn cái số này, chúng ta sẽ dùng cái kim băng. Thì chúng ta chuẩn bị kim băng này và chúng ta sẽ làm. Về phần số ở vai mọi người nên nhớ là vẫn gắn ở bên phải này nhá. Bên phải và vai bên phải thì mọi người gắn như thế này cũng dùng kim băng. Và chúng ta sẽ cài số vào. Anh em lưu ý giúp mình là gắn số cho đúng chuẩn số nhá. Ở vai là sẽ gắn đúng 4 cái kim băng gắn ở như này, gắn sẵn ở bên vai và vai bên phải nhá. Đằng sau lưng là gắn ở dần sau lưng như này nhá, gắn đúng chuẩn nhá mọi người, đừng có làm sai. Ở về cái đường đua thì mọi người lưu ý nhá. Chúng ta sẽ xuất phát ở cái vị trí đường cầu này. Chúng ta sẽ chạy 3 vòng, mọi người lưu ý này. Sẽ chạy theo như này đến đây này, đến chỗ giúp rẽ vào rẽ phải là mình sẽ cắm biển rẽ phải đây rồi rẽ phải này. Zigzag chạy như này nhá, chúng ta chạy này. Vòng về đây này, đến đây quay đầu này là được một vòng này. Nhưng vòng thứ hai là chạy tiếp như này, zigzag như này nhá. Đấy, vòng thứ hai này, hết vòng 2 và bắt đầu vòng 3 này. Chúng ta phải đi qua zigzag 3 lần như này nhá. 3 lần tất cả. Đó, như này thì bắt đầu về đây bắt đầu rút đích luôn này. Về đây là rút đích luôn. Có nghĩa phải đi qua zigzag này 3 lần nha mọi người nhá. Thì mới là vòng cuối cùng là đi hết 3 lần zigzag là chúng ta sẽ rút đích nhá mọi người nhá. Đừng có sai ai thi đấu nhầm bản đồ hay là nhầm cái thứ này mất thành tích, mọi người tự chịu nhá. Và đây là cái quy chuẩn gắn số giữa biển số này, áo trên vai này và số trên lưng này. Các bạn lưu ý là làm đúng theo cái tiêu chuẩn của bên ban tổ chức nhá, tránh xảy ra là không đúng để sau này bị tước quyền thi đấu hay là không được tính thành tích thì sẽ thiệt, rất là thiệt cho mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi và anh em nhớ làm đúng theo cái quy định của ban tổ chức. Hy vọng anh em sẽ thi đấu an toàn. Chúc anh em thi đấu thành công. Cảm ơn mọi người.